Báo Hồng Thủy quá nhỉ? Thủy Hùng, vâng. Thì hiện tại là cơ sở đồ cổ Tùng Đám vừa bàn giao cho nhà báo Thủy Hùng một chiếc bàn thờ Mai Điểu, hiện tại là vẫn chưa được giờ, nhưng mà vẫn chưa kê trong nhà thì tôi để ngoài sân, và tôi quay luôn lại một cái video clip làm kỷ niệm với gia đình nhà báo này. Chiếc sập thờ gỗ mít đục Mai Điểu sân 22, toàn cảnh chiếc sập thờ đây. Đúng rồi. Đây, phần dạ này chúng tôi là dạ đục tay, dạ đục tay và đục theo mẫu Mai Điểu này. Đó, rất là sắc nét, đã hoàn thiện sơn vi u cực kỳ là bóng bẩy rồi. Đây. Hình ảnh những cái họa tiết chi tiết như là cái bông hoa hay là những cái chú chim này thì được thể hiện rất là sắc nét. Đấy, và là dạ là chạm tụng đúng mẫu Mai Điểu. Và chính giữa thì là có rơi cắt chữ gậm này, chữ này chứ phúc thọ này. Trên cổ thì là những cái hoa tiết khác như là hoa lá tây hay là hình ảnh những cái bầu rượu, trái đào là 5 đồng tiền. Đó là cuốn thư nữa. Phần trên là 4 góc, 4 bao lan. Đây là bác chủ nhà này, bác Hùng này. Đây là làng Thạch Đê bác nhỉ? Làng Thạch Đê. Khu Thạch Đê. Khu Thạch Đê, xã Hiền Đa. Xã Hùng Việt. À, đổi tên là xã Hùng Việt. Ngày xưa cháu hay học cùng mấy đứa trong này, có nhà ông Cán. Thế thì mày 95 à? Cháu 97. 97 là thằng em. À đúng rồi. Làm răng. Con thằng em 99. Con ở 95. Thằng cu thứ hai là thứ hai là 95. Vâng. Vâng. Đấy cháu học cùng cái thằng đấy. Bùm. Đúng không? Cái cánh cậu nó cũng 7 ấy. Đang làm răng. Thằng cu nhà bà cũng đi làm răng. Nhưng mà bây giờ đang muốn lại đi học nghề khác luôn. Quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và số điện thoại là 0957 510 86, và website là đồgỗtùngtám.com. Đây hình ảnh chiếc sập thờ của nhà bác Hùng Thủy tại Hiền Đa, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào mọi người.